Hi guys, in our last video of the series Making Questions in Vietnamese, I have taught you how to make present perfect questions, have yet, which is đã, chưa. Today we're going to go into a more specific version of present perfect questions, used mostly when you want to ask for someone's experience. It is, have you ever? So in Vietnamese, question have you is đã chưa? Bạn đã ăn tối chưa? Bạn đã gặp chị gái của tôi chưa? To turn it into a have you ever questions, you just have to add the word bao giờ between đã and chưa. It doesn't matter if it's before or after the verb. And just like đã chưa questions, the word đã is optional, but only when you put bao giờ after the verb. Bạn đã bao giờ đi Hà Giang chưa? Bạn đã ngủ trong rạp chiếu phim bao giờ chưa? Bạn ăn thịt chó với mắm tôm bao giờ chưa? If the answer is no, you can say chưa, not yet, or chưa bao giờ, I have never. If the answer is yes, you can say rồi, already. So you know, most of the time when people learn the have you ever questions, they want to ask more personal questions in order to get to know each other, right? And that's what I'm gonna make you do in the practice today. But in order to make it fair, I will also answer some questions about myself first. And this bit, I'm gonna speak in Vietnamese so you can practice your listening skill at the same time, okay? Bạn đã bao giờ đi du lịch một mình chưa? Rồi, tôi đã đi du lịch một mình chỉ một lần. 2 năm trước, tôi đã đi Thái Lan trong 2 tuần. Bạn ngủ ngoài đường bao giờ chưa? Chưa. Bạn đã bao giờ bơi ở biển vào ban đêm chưa? Rồi, tôi bơi ở biển ở đảo Korong Samlom ở Campuchia. Và ở Korong Samlom có lân tinh, tiếng Anh là planktons or planktons. Lân tinh phát sáng và rất đẹp. Bạn cưỡi ngựa bao giờ chưa? Rồi, nhưng tôi không giỏi lắm. Bạn đã bao giờ nói dối về tuổi của mình chưa? Chắc là rồi, nhưng mà tôi không nhớ là khi nào. Okay, it's your turn now. Please answer the following questions and keep more information about yourself like I did earlier. Comment your answer, please, so I know more about you. And if you answer all the questions, you can also ask me back. That's all for today. I'm excited to read your answer in the comments to know you better. And don't forget to like, share, and subscribe this video if you like it. See you in our next video. Tạm biệt.